Âu Dương Đức, sao ngươi lại tới đây? Tao tới để giúp cho Phi Vũ, làm chứng giúp cho cậu ấy. Trò lừa đảo này cũng có lớp lan quá ha. Những gì mà cậu ấy nói thật sự là có hơi hoang đường, nhưng đều là sự thật. Đứa bé này đúng là được sinh ra trong quan tài. Hả? Đúng vậy đó. Chuyện sinh trong quan tài hoang đường như vậy mà các người cũng bịa ra. Nguyệt Nhi, đuổi hắn ta và cả đứa bé không biết từ đâu ra này lập tức đi hết cho ta. Bình tĩnh đi, cô coi trên người đứa bé này đang được bọc bằng y phục của ai vậy? Hả? Nè, Đại Tỷ. Phải, y phục này đúng là của Lan Bình, do chính tay ta đặt vào trong quan tài cô ấy. Chuyện này sao có thể chứ? Người chết sao có thể sinh con được chứ? Âu Dương tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Khi Phi Vũ và Tiểu Liên từ Tô Gia hớt hải chạy ra ngoài thì vừa hay ta đã nhìn thấy. Vì để giúp cho họ không phải gặp bất trắc gì nên ta đã âm thầm đi theo họ lên núi. Cẩn thận đó. Hả? Trời ơi, ở nơi lạnh lẽo như vậy mà có một đứa bé như vậy sẽ bị lạnh chết mất. Lấy tạm cái này quấn lại nha. Lúc đó cậu ấy chỉ một lòng muốn cứu được đứa bé này, cho nên cả chuyện Tiểu Liên bị ngất xỉu cậu ấy cũng không biết, nên ta mới cõng Tiểu Liên về đây. Nói vậy là sinh trong quan tài là thật sao? Hay trời ơi, nói gì cũng vô ích thôi. Mọi người tới đó xem đi thì sẽ biết hết thôi. Đúng vậy, chứng cứ sẽ lên tiếng. Nếu như đứa bé này thực sự do Lan Bình sinh ra, vậy thì ở trong quan tài chắc chắn sẽ có chứng cứ rõ ràng thôi. Bây giờ thì trời cũng đã sắp sáng rồi, mọi người ai bằng lòng cùng ta đi xem đi. Để ta đi, ta cũng đi nữa. Nhị phu nhân không đi sao? Ta bận như vậy làm gì có thời gian đi. Nguyệt Nhi, giúp ta đi xem đi. Tôi không dám đâu nhị phu nhân. Người đúng là vô dụng. Ta cũng đi. Cô ta cũng đi. Nè. Hả? Không được, cậu chăm sóc Tiểu Liên và đứa bé đi. Hả? Thôi chúng ta đi thôi, mau theo ta đi. Hồng Diễm, cô giúp ta chăm sóc Phi công tử. Cô đi thôi. Trời ơi, không phải là cô không tin sao? Vậy sao không cùng đi xem thử? Thì ra chính cô đã hại chết Lan Bình, cho nên cô cảm thấy chột dạ chứ gì. Ngươi nhị phu nhân, người không sao chứ? Ai ra đây cho ta. Ôi trời ơi, ngoài đây tối tui tối mò như vậy, tất cả một bóng ma còn không có. Đúng rồi, có ma. Chắc chắn là quan hồn của Lan Bình quay về tìm các người rồi. Phải rồi, ta muốn nhắc tiểu nha đầu mau chóng tìm một vài người giúp ta khiêng Tiểu Liên vào trong. Còn nữa, chuẩn bị một số món ăn tươi ngon, đã nghe chưa? Mau lên đó. Tức chết đi được. Nhị phu nhân, theo người, chuyện sinh con trong quan tài có phải là thật không? Ta không phải là thần tiên, làm sao mà biết. Mau gọi người khiêng hắn vào đi, còn đứa bé chết tiệt này nữa. Người đâu? Mộ của Lan Bình ở ngay phía trước. Cô cẩn thận đó. Cẩn thận. Hả? Sao lại có lửa chứ? Sao? Không xong rồi. Hả? Lan Bình. Nè, nguy hiểm. Lan Bình. Cô mọi người mau giúp dập lửa đi. Cô à, lửa cháy lớn quá rồi, không dập được đâu.
Sao đang yên đang lành ngôi mộ lại bốc cháy chứ? Không lẽ có kẻ muốn hủy xác hủy chứng cứ hả? Các người ở đây, ta đi xem thử. Kẻ đó bước chân không nhanh nhẹn, nhưng lại rất rành địa hình nơi này. Lại cộng thêm sương mù buổi sáng, lần này để cho hắn thoát mất rồi. Ê, lạ, sao không ai chuẩn bị thức ăn cho mình hết vậy? Đứa bé đó sắp chết đói rồi. Nè, Quỳnh, Quỳnh đứng lại đi. Nè, ôi trời, nè, ôi trời, ôi, Quỳnh bị làm sao vậy? Làm tao hết hồn mà. Nè, Quỳnh là người nhà Tô gia sao? Trời ơi, ta hỏi Quynh có phải là người nhà Tô gia không? Ở đây chỗ nào có đồ ăn vậy? Quynh, Quynh bị câm hả? Vậy Quynh cũng nghe được hả? Ôi trời ơi, vậy đúng là đàn ghẻ tay trâu rồi, hỏi cũng bằng thừa. Thôi vậy, đa tạ Quynh. Đây là gì vậy ta? Ở đâu ra nhiều than vậy? Dơ quá đi. Thôi bỏ đi, ta phải đi chỗ khác để tìm đồ ăn thôi. Cô, người cũng đừng buồn quá, phải giữ gìn sức khỏe đó. Đại tỷ, Thiền Bá thiếu gia, mọi người tìm thấy Lan Bình chưa? Bây giờ mọi người có thể giúp ta làm chứng đứa bé chính là do Lan Bình sinh ra. Mộ của Lan Bình bị người ta phóng hỏa đốt nên bọn Quynh không thấy gì hết. Gì chứ? Là ai hận Lan Bình như vậy còn phóng hỏa đốt mộ cô ấy? Ta thấy kẻ phóng hỏa đốt mộ Lan Bình không phải vì hận cô ấy, mà là muốn quỷ đi chứng cứ. Cô nói lời như vậy là ý gì đây? Chuyện sinh con trong quan tài vốn đã nhảm nhí rồi. Theo ta thấy là có kẻ có lòng muốn kiếm chuyện với Tô gia chúng ta, nên cố tình bịa ra chuyện ma quỷ đi hù mọi người thôi. Cô, trước ngày hôm qua ta tới Tô gia các người còn không có chút liên quan gì tới nhau nữa, tại sao ta phải kiếm chuyện với Tô gia các người? Ngươi đúng là không có thù oán gì với Tô gia ta. Nhưng mà ở đằng sau, nếu như có một kẻ khác giật dây. Ôi trời ơi, đại tỷ hay nói ta là con người nghĩ sao nói vậy, không biết che giấu chuyện gì, ta lại bất cẩn nói sai mất rồi. Đủ rồi, đừng có diễn tuồng nữa. Cô cho rằng sự việc lần này là do ta đang giật dây ở đằng sau thì có nói thẳng. Dù sao trong lòng ta ngay thẳng, không sợ kẻ dừng chuyện du quan đâu. Đúng vậy, Thiên Bá là người rất chính trực, hành sự cũng vô cùng quang minh lỗi lạc. Cô nấy sao có thể nghĩ ra việc bịa câu chuyện sinh con trong quan tài như vậy? Trời, chuyện đó cũng khó nói lắm. Người ta nói lòng dạ con người khó đoán mà. Cô,
Trời ơi, trời ơi, trời ơi, đừng cãi nhau. Đại tỷ, bệnh tim của tỷ lại tái phát sao? Nguyệt Nhi, mau mời đại phu. Dạ. Ta không sao đâu. Trời ơi, đại tỷ, đều là lỗi của muội. Đã biết rõ tim của tỷ không được khỏe mà còn nói ra mấy lời khiến tỷ phiền muộn. Hơi đúng là giả tạo quá đi, thật sự buồn nôn. Ta tin là Thiên Bá và Phi Vũ tuyệt đối sẽ không gây ra chuyện làm hại tới Tô gia đâu. Hồng Diễm, cô cũng đừng có quá đa nghi. Không phải là muội đa nghi, chuyện Lan Bình bị té xuống giếng chẳng qua chỉ là một tai nạn, nhưng Quyện Nha cứ đòi điều tra, giờ thì khiến mọi chuyện lớn ra rồi. Không những không giấu được bên lão gia, mà cả quyện Tam Hà này đều biết hết. Thể diện của Tô gia ta biết để ở đâu chứ? Mà hơn nữa đại tỷ, chuyện của lão gia và Lan Bình nếu như truyền ra ngoài thực sự không hay. Sự việc này thực sự không nên điều tra đâu. Ê, trời ơi, nếu không muốn ai biết, trừ khi mình đừng làm. Ai kêu lão gia nhà cô lại làm ra chuyện mất mặt như vậy chứ? Phi Vũ à, Lan Bình là nha hoàn cho ta mua về, lão gia muốn làm cái gì thì làm cái ấy, liên quan gì tới ngươi chứ cô? Lời của Phi Vũ tuy hơi khó nghe nhưng mà hoàn toàn là sự thật. Bành đại nhân đã hạ lệnh điều tra chuyện này, nếu không tra ra rõ chân tướng chúng ta tuyệt đối sẽ không dừng lại đâu. Được thôi, vậy các người cứ tra đi. Dù sao thì chuyện xấu của Tô gia truyền ra ngoài thì nhà họ Hoàng cũng sẽ bị mất mặt theo. Đã đưa thang rồi còn không biết trèo xuống, ngươi đúng là ngu. Nè, phu nhân, Nguyệt Nhi cáo lui. Cô vừa rồi mới chửi ai ngu hả? Ta thấy cô mới phải coi chừng đó, ở trên cao quá sẽ bị té xuống đau điếng cho mà coi. Phi Vũ à, đừng nói nữa. Con xin lỗi cô. Con đã hứa sẽ không xung đột với Liễu Hồng Diễm nữa, nhưng mà con vừa rồi thực sự không nhịn được. Con hứa với người, sau này con sẽ không như vậy nữa. Thiền Bá, cô không phải trách con, cô đang tự trách mình. Lúc đầu tại sao không chịu nghe lời cha mẹ con, ngăn Hồng Diễm gả vào đây? Chỉ tiếc trên đời này không có thuốc hối hận để tao uống thôi. Cô, thật ra người không cần phải đau lòng quá. Chỉ cần chúng ta tra ra được Lan Bình chính là bị Liễu Hồng Diễm hại chết, thì dù Bành đại nhân không hạ lệnh chém đầu cô ta, con nghĩ Tô lão gia cũng chắc chắn sẽ đuổi cô ta đi thôi. Cái gì? Đây, vậy thôi không nói chuyện này nữa. Cô, sức khỏe của người không tốt, lại mệt cả ngày hôm nay rồi, người nên lên giường nghỉ ngơi đi. Được. À, phải rồi cô. Con đã đi tìm cả ngày nhưng cũng không thấy thức ăn cho đứa bé. Cô có thể nào sai người đưa ít thức ăn tới phòng con được không? Đứa bé này không thể ăn đồ ăn được đâu. Ta đã sai một hạ nhân vừa mới sinh con cho nó bú nhờ rồi. Trời ơi, người coi con ngốc chết đi được. Chuyện này mà cũng không biết, con còn tưởng là trẻ con vừa mới sinh ra có thể ăn cơm được. Ta tạ cô. Cô, đi nghỉ thôi. Được rồi, cứ để ta. Rõ ràng là đại phòng mà, sao lại bị nhị phòng ức hiếp? Hèn gì mà tim lại đau tới như vậy. Ả nữ nhân Liễu Hồng Diễm này đúng là không biết trời cao đất dày. Nếu như mà ở trong cung thì đã bị lôi ra ngoài chém đầu từ lâu rồi.